Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị tiếp tục bước sang tập số 3 của bộ truyện Oan Hồn Nàng Trinh Nữ của tác giả Ngọ Hường. Thưa quý vị, xin lỗi quý vị vì trong 2 ngày vừa qua, cái cổ họng của tôi nó có vấn đề, nó hơi bị rát một chút. Cho đến ngày hôm nay khi tôi thu cái tập số 3 này thì cái tiếng của tôi nó cũng chưa được thực sự là hoàn thiện. Do đó thì nếu mà khi mà quý vị nghe chuyện mà cái tiếng thu của tôi nó không được như cũ thì cũng mong quý vị thông cảm. Bởi vì cũng đã 2 ngày tôi không ra chuyện nên là thành thực rất là áy náy với quý vị. Hôm nay tôi sẽ cố gắng thu để ra chuyện phục vụ quý vị, không là quý vị lại mong. Cảm ơn quý vị đã yêu mến và đón nhận những cái sản phẩm do Team Hẻm Media phát hành. Cảm ơn quý vị và chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thật là thú vị. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Oan Hồn Nàng Trinh Nữ của tác giả Ngọ Hường qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 3. Nói rồi Lâm Phú lấy từ trong váy áo nơi ống tay một thẻ bài rồi đưa cho nữ tỳ. Nữ tỳ đón lấy rồi lướt đi thật nhanh. Nơi giam giữ Giàng Him, cô nương dễ ăn một chút cháo cho khỏe. Giàng Him từ từ mở mắt ra, chén cháo đứng trước mặt bốc khói. Nàng ngồi hít hà một lúc, tức thì chén cháo nguội lạnh. Nữ tỳ mang chén cháo ra ngoài, lát sau trở vào vạch áo xem vết thương cho nàng. Nữ tỳ liền nói, vết thương của cô khỏi rồi đó. Giàng Him liền cảm kích, cảm ơn cô. Cô hãy cảm ơn chủ nhân của tôi đó. Chủ nhân của cô là ai? Tối mai cô sẽ biết. Mặc dù tò mò nhưng Giàng Him đành phải chờ đợi. Tối hôm sau, nữ tỳ đưa cho Giàng Him thẻ bài dặn dò, cậu hãy cầm cây này đi, tới sau bìa rừng gặp chủ nhân của tôi. Giàng Him liền nghi ngờ. Nữ tỳ đó liền nói tiếp, có thẻ bài này cô ra vào tự do, chủ nhân của tôi là người đã cứu cô đó. Giàng Him vội giấu thẻ bài đó đi. Nàng bay là lả ra ngoài. Lính canh cửa thấy vậy thì quát, vong kia người đi đâu? Giàng Him liền tà tà xà xuống giơ thẻ bài ra. Vừa nhìn thấy thẻ bài, tên lính liền khoát tay cho nàng đi. Nàng liền bay lên nhắm hướng rừng mà tới. Lâm Phú nán thêu thêm vài mũi nữa là xong. Nàng hình dung người quàng chiếc khăn đó phải thích thú lắm. Mũi thêu cuối cùng, nàng mỉm cười cho dụng cụ thêu vào trong ngăn tủ. Nàng ngắm một chiếc khăn một lần nữa, đoạn nàng bỏ chiếc khăn vào trong túi áo. Chiếc áo xẻ tà có túi xưa nay mà các cô gái hay mặc. Lâm Phú liền bay lên qua cửa phủ của quỷ vương. Bên trong phủ của hắn là một vài tiếng kêu gào van xin siêu thoát. Oan hồn kia ngươi đi đâu? Tên lính quát. Nàng liền xà xuống. Đúng lúc đó có một cơn gió mạnh, chiếc khăn nơi túi áo của nàng bay ra ngoài mà nàng không hề hay biết. Chiếc khăn như có một ma lực bay lại phía đúng lúc tên quỷ dẫn ra một vòng. Hắn giơ lý dao lên và chém xuống, dòng máu đen thấm ướt một chiếc khăn của nàng. Nàng không hề hay biết, chỉ nhìn thấy con quỷ đó vung dao đoạt mạng vong. Quỷ canh phù vừa nhìn thấy nàng đã xin lỗi rối rít. Xin lỗi Lâm Phú cô nương, xin lỗi tiểu chủ, nô tỳ đắc tội, tiểu chủ vui lòng bỏ qua. Môi của nàng nhoẻn cười, nàng bay vút đi. Thoáng thấy bóng trắng từ xa, đoán chắc Giàng Him đang chờ đợi mình. Lâm Phú bèn giở trong túi áo. Nàng hốt hoảng khi chiếc túi không, nàng bèn bay quay lại. Tên quỷ canh cửa thấy bóng dáng của nàng thì run rẩy, xin tiểu chủ tha mạng. Nàng chạm mặt đất rồi ngó ngưng tìm kiếm. Ta tìm đồ không phải hỏi tội của ngươi. Đà tạ tiểu chủ, đồ gì để nô tỳ tìm giúp tiểu chủ? Không cần. Nói rồi nàng bay tà tà tìm chiếc khăn, quái lạ không thấy đâu cả. Nàng bèn nhắm mắt lại để cảm nhận âm dương mọi vật. Chiếc khăn nằm ngay đầu vong vừa bị hành hình. Nàng mở mắt ra lướt vội đến đó, chiếc khăn màu hồng giờ đã nhuộm đẫm máu đen. Nàng cầm lấy và bay vút đi. Nàng hạ xuống để chiếc khăn đen sì. Nàng chắp lại hai tay, chiếc khăn như nhận thêm luồng khí. Tất cả máu đen bay lên, miệng của Lâm Phú lẩm bẩm không ngừng. Chỉ trong đôi phút, chiếc khăn lại trở về màu hồng như lúc ban đầu. Giàng Him chờ mãi không thấy ai,
Nàng bèn nghi, có bao giờ đây là bẫy của quỷ vương để trị tội nàng, nàng biến thành quỷ nhanh chóng? Không được, nàng phải trở về trước khi vương quốc của quỷ đóng cửa. Giang Him liền xoay mình, nàng lấy đà để bay lên thì nghe tiếng gọi. Giang Him, cô chờ tôi. Giang Him nhìn lại thấy từ xa một vong, nàng nán lại, vong đó lại gần. Giang Him ngờ ngợ nói, cô có phải người đã cứu tôi ở ngục quỷ không? Lâm Phú liền gật đầu, phải ta, mà chuyện đó không quan trọng. Giang Him bèn hỏi, chẳng hay cô cho gọi tôi ra đây là có ý chỉ gì? Cô muốn về thăm gia đình không? Giang Him có chút giận mình về câu hỏi của cô gái. Lâm Phú liền nói tiếp, cô đang nghi ngờ tôi. Phải, vì sao cô giúp tôi chứ? Cô nghi ngờ không sai đâu, tôi muốn cô tiếp tay để giúp dân làng Tinh thoát khỏi con quỷ này. Giang Him càng ngạc nhiên, cô nói gì tôi không hiểu. Rồi cô sẽ hiểu, điều bây giờ cô làm là cô về thăm gia đình trước, có gì tối mai ta bàn bạc tiếp. Chỉ vậy thôi sao? Tôi nhờ cô một việc. Cô cứ nói đi, nhờ cô đưa chiếc khăn này cho chàng Muôn. Cô quen cả anh Muôn sao? Cô làm cho tôi hết bất ngờ này đến bất ngờ đó. Có gì khó hiểu đâu, giúp đỡ lẫn nhau thôi mà. Im lặng một lúc, Giang Him liền hỏi, chẳng hay cô bao nhiêu tuổi? Nói ra cô sẽ sợ đó, tôi sẵn sàng đón nhận mà. Lâm Phúc quay đầu lại với Giang Him, nàng nhìn lên bầu trời để những vì sao. Tôi đã hơn 900 năm tuổi rồi. Giang Him giật mình bước đến bên trước mặt cô gái. Cô nói thật hay giỡn vậy, nhìn cô còn trẻ hơn cả tôi. Lâm Phú nhìn Giang Him, nàng từ tốn đáp, lúc tôi bị con quỷ đó ăn thịt 17 tuổi, hơn 900 năm nay tôi ở trong ngục quỷ. Cô có vẻ được sủng ái, vì tôi là người đầu tiên trong cái tục lệ tế lễ đó. Đơn giản chỉ như vậy thôi sao? Thiên cơ bất khả lộ. Cô còn nhớ đường về nhà mình chứ? Nhớ, nhưng mà còn ai để về chứ? Bố mẹ tôi chết chuyển kiếp luân hồi rồi. Vậy ra cô là người làng Tinh. Đúng vậy, chúng ta cùng hội cùng thuyền. Cô không căm tức nó sao mà còn gần gũi với nó như vậy? Muốn bắt cọp phải dụ nó vào hang. Vậy cô có cần tôi giúp gì không? Mà sao làng Tinh của mình có cái tục lệ tế gái trinh cho quỷ? Cô gần gũi nó chắc cô biết được điều này chứ. Chưa phải lúc để tôi nói ra, người biết sự thật sẽ là người tiêu diệt được nó. Tôi xin nghe theo sự chỉ bảo của cô. Giờ trước tiên cô đến thăm bố mẹ cô và đưa cho chàng muôn vật này. Tiếp theo tôi sẽ cho hầu gái thông báo cho cô sau. Giang Him bỗng thổn thức từng hồi, Lâm Phú lấy làm ngạc nhiên. Cô có điều gì chăn trở? Liệu tôi có thể về thăm người thương tôi được không cô? Được, nhưng mà đừng cho chàng thích cô. Như vậy gặp để làm gì chứ? Mà tôi sắp biến thành quỷ bộ dạng gớm ghiếc lắm. Ta sẽ xin quỷ Tinh tha cho cô. Đà tạ cô. Thế trước khi bị quỷ Tinh ăn thịt, cô thương ai chứ? Thấy Giang Him hỏi câu đó, Lâm Phú im lặng. Giang Him vội nói, xin lỗi, cho tôi rút lại lời nói. Không sao, thật ra thì khi tôi bị ăn thịt, cơ duyên cho tôi hóa kiếp, mạnh bà cho tôi uống chén canh phong tình để quên hết mọi chuyện nơi trần gian. Thế cô làm sao ở lại bên quỷ mà không đi đầu thai? Lâm Phú không trả lời. Chẳng lẽ nói ra là nàng được Phật Quan Âm thử thách, quỷ cảm mến và giữ vong nàng lại? Nhưng sao nàng tu thành chính quả, con quỷ bị giết, nàng sẽ trở về cõi trời sao? Nàng bèn trả lời rằng hít cho qua quýt, nhân duyên tiền định, đó là sắp đặt của định mệnh, trời đất phân chia rồi. Dù là người hay ma quỷ không tránh khỏi gặp nhau, cho nên cô về cho sớm. Nhưng cô không nói tên, nếu chàng muốn hỏi tôi phải biết trả lời thế nào? Cô cứ đưa chiếc khăn này, tự khắc chàng sẽ nhận ra. Vậy tôi xin phép đi. Nói rồi Giang Him và Lâm Phú bay đi hai ngả. Sau khi chia tay thằng Mùng, ba thằng chúng tôi uống say bí tỉ. Đêm xuống tôi chìm vào giấc ngủ thật nhanh, cảm giác phê khi mà rượu ngấm vào ngủ thật đã. Giang Him bay tới ngôi nhà thân yêu của mình, nàng bay lên cửa sổ. Giờ này cũng đã khuya lắm, bố mẹ của nàng đều đã ngủ cả, nàng chỉ còn biết nhìn trong màn đêm đen kịt. Đáng lẽ ra nàng cũng có một cuộc sống đỡ như mọi người, nhưng nàng chuyển kiếp, chưa uống canh mạnh bà để quên, vong của nàng chưa được siêu thoát. Nàng nhận tấm lòng của cô gái để về thăm lại gia đình. Nàng khóc, có tiếng chó sủa, nó nhìn thấy nàng chắc sợ bố mẹ tỉnh giấc,
Nàng vội vàng bay đi, chẳng biết đến khi nào nàng mới gặp lại họ. Nàng tới nhà của A Tú, hồn của nàng bay lơ lửng nhằm chỗ của A Tú đang nằm trà xuống trên nóc nhà. A Tú vẫn đang ngủ say, nàng muốn xuyên qua mái nhà để được gặp A Tú. Nhưng thân xác nàng trao cho chàng, nàng có quản chi, mặc cho nàng bị quỷ đẩy. Khi thấy bộ dạng của nàng trong hình hài con quỷ, liệu A Tú có sợ hãi khi nhìn thấy nàng không? Giang Him sụt sùi, nước mắt của một hồn ma khóc không ra giọt. A Tú đang ngủ như có thần giao cách cảm, chàng giật mình chẳng hiểu nguyên nhân vì sao. Lúc đó Giang Him cũng vừa xả xuống cửa sổ, ngay cạnh của bố mẹ chàng đang nằm. Trong lòng của A Tú như có lửa, tự dưng đêm hôm nhớ đến Giang Him, chàng rón rén lại cửa sổ tóc rèm lên. Khe cửa chỉ đủ lọt một ánh mắt của chàng ra ngoài. Khuya muộn, ánh trăng đêm khuyết trừ rõ bóng của một người con gái thập thò ngoài song cửa. Hình như là bóng ai quen quen. A Tú liền lẩm bẩm, chàng gọi trong tiềm thức. Giang Him, có phải em không? Giang Him nghe rõ tiếng gọi của chàng trong đêm khuya, nỗi nhớ day dứt, những lời cô gái đã dặn. Nàng không dám lại gần A Tú. Bóng của nàng khuất xa dần, A Tú chới với trong tiếng lòng thổn thức. Giang Him, em đừng đi mà. Bóng trắng dần mất hút trong màn đêm. Giang Him buồn bã, nỗi buồn của một hồn ma tựa khói xương. Thường thì sau khi chết đi, tới 49 ngày sẽ mở cửa mà, linh hồn sẽ được đi đầu thai chuyển kiếp. Còn nàng đã quá 100 ngày, linh hồn bị tì đầy nơi ngạ quỷ. Nếu sau 2 năm nàng không được chuyển sinh, phong linh ngàn đời bán cho quỷ. Khi mà nàng đã là quỷ, nhà cô chẳng dám về. Tất cả linh hồn của quỷ tinh giam giữ, đa số các cô gái đã biến thành quỷ, giúp quỷ tinh thu phục ma giới. Nàng muốn thoát khỏi đó, chỉ có một cách giết quỷ tinh, hy họa nhờ cô gái kia xin giùm, rồi còn vô số vong linh vô tội. Nàng không dám nghĩ tiếp, bay tà tà. Chẳng mấy chốc nàng đã có mặt nơi cửa sổ chỗ chẳng buồn ngủ. Anh Muôn, anh Muôn. Nàng khẽ gọi, Muôn vẫn gáy đều đều. Nàng gọi 2-3 lần, thấy Muôn im lặng, nàng bèn liều nói. Chàng Muôn. Giọng của nàng khác lạ, cứ như một người con gái khác gọi hộ vậy. Phần tôi đang ngủ, bỗng nghe 2-3 tiếng gọi thả thiết. Tôi liền giật mình thức giấc, đưa mắt ráo rác tìm kiếm. Đáp lại tôi là một màn đêm đen kịt. Tôi không biết mình mơ hay thật. Chàng. Vừa nghe tiếng gọi ngân dài, tôi đã ngồi bật dậy. Tiếng nói phát ra từ đâu? Anh Muôn. Giọng nói này nghe thấy quen. Một cơn gió ở đâu nhẹ phe phẩy bức rèm cửa sổ. Thoáng thấy một bóng người, tôi bèn tốc rèm lên. Anh Muôn vẫn khỏe chứ? Tiếng nói nhẹ nhàng cất lên, nhẹ như là một cơn gió thoảng. Quay lưng lại phía tôi buột miệng hỏi. Giảng Him, là cô phải không? Vâng, là em đấy. Cô đã gặp lại A Tú chưa? Gặp rồi mà chưa anh. Tôi không hiểu ý của cô. Ẩm dường cách biệt, em giờ đã là cõi của bên kia. Thế cô gặp tôi là có chuyện gì sao? Có một nàng nhờ em đưa cho anh vật này. Nói rồi Giảng Him từ từ xoay người lại. Tôi tưởng nhìn nàng sẽ ghê lắm, nhưng mà không. Khuôn mặt của nàng y như lúc còn sống. Có điều nhìn sơ xác và da của nàng bất chợt thiếu sức sống. Tôi buột miệng nói. Giảng Him, cô có cần gì không để tôi đốt gửi xuống? Nàng nhẹ lắc đầu, trên tay cầm một vật đưa cho tôi. Của ai vậy? Tôi liền hỏi. Em không biết tên, cậu ấy dặn cứ đưa cho anh tự khắc biết. Tôi đón lấy dù không biết người tặng là ai, nhưng mà người ta có mến mình mới tặng quà, mình phải trân quý. Giảng Him, cho anh gửi lời cảm ơn đến cô ấy. Vâng anh. Em là ghé về nhà chưa? Dạ rồi. Bố mẹ em chắc vui lắm. Họ có gặp được em đâu. Vừa lúc ấy tiếng chu của con quỷ lại vang lên. Đôi mắt của Giảng Him đột ngột chuyển sang màu đỏ. Nàng quay mặt đi để cho Muôn không thấy. Em chào anh nhé. Nàng liền nói. Tôi muốn hỏi cô vài điều. Em không có nhiều thời gian. Nói rồi Giảng Him tăng vào hư không. Lúc khuất tầm mắt chàng Muôn, nàng hoàn hồn bay vút lên cao, nhắm thẳng ngục quỷ. Lâm Phú bồn chồn nghe tiếng kêu của quỷ, nàng sợ Giảng Him gặp chuyện, nàng bèn tới Độc Thiên Cung. Vừa thấy nàng, lính canh vội lui vào và bẩm báo. Thưa quỷ vương, có nàng Lâm Phú diện kiến. Quỷ tinh vừa lúc ngừng tiếng chu, khuôn mặt của hắn dữ tợn.
Nhắc đến Lâm Phú cũng không còn cơn khát máu nhập tà của hắn ngưng lại. Hắn lại liên tục chu lên, tiếng lính sợ bị của phạt bèn lui ra ngoài. Nó chắp hai tay vào nhau khom lưng: "Thưa tiểu quỷ, quỷ vương đang luyện tà." Lâm Phú không trả lời, nàng bèn gạt nó sang một bên, là lướt uyển chuyển tiến vào trong phòng. Quỷ lính gọi với theo: "Tiểu chủ, tiểu chủ xin đừng." Nó không dám ngăn cản, đằng nào cũng mắc tội. Lâm Phú nhìn thấy quỷ tinh ngước cao đầu, miệng há ra chu từng cơn, những chiếc răng nanh nhọn hoắt, đôi mắt đỏ lòm, khuôn mặt đầy lông lá nửa đen nửa xám. Nàng ở đây đã lâu, nếu một người phàm mà gặp nó chăng sợ phát khiếp. "Quỷ vương, quỷ vương." Nàng ngọt ngào gọi tên của hắn. Quỷ tinh vẫn không đả động gì lời nói của nàng. Sau vài hồi giống lên thì hắn mới hoàn hồn. Hắn nhìn nàng, trên cơ mặt có vẻ dịu lại. "Nửa đêm nàng đến gặp ta là có việc gì?" Như sợ hắn nghi ngờ, nàng bèn nói: "Em đang ngủ nghe tiếng của quỷ vương, em giật mình thức giấc, bèn qua thăm ngài." Hắn liền cười rồi nói: "Ta và nàng vốn đã sinh ra ở cái thế giới này hơn 900 năm. Lần đầu tiên nàng đến thăm ta vào giờ này, ta làm cho nàng thức giấc ngủ chăng?" Lâm Phú phụng phịu nói: "Mọi lần em vẫn nghe tiếng của ngài, nhưng mà em ráng chịu. Nhưng mà mỗi lần như vậy đầu của em ê lắm." Nói rồi nàng giả bộ nhắm mắt, hai tay đưa lên huyệt dương, bước hơi siêu vẹo một chút. Con quỷ liền lo lắng: "Mấy trăm năm nàng chịu được, chẳng còn bao lâu nữa vương quốc tinh này sẽ do ta nắm giữ, lúc ấy nàng sẽ là bà hoàng." Lâm Phú tự nhủ: "Con quỷ này quả là tinh danh biết cách nịnh." Bàn tay lông lá của hắn chạm nhẹ vào bàn tay mềm mại của nàng: "Em không sao đâu." Nàng liền mở mắt, điệu bộ vẫn còn đang mệt mỏi. "Vậy nàng về thư phòng nghỉ ngơi đi, để em hầu hạ nàng. Nàng không khỏe đừng ráng, ở bên ngoài em khỏe rất nhiều." Hắn liền cười lớn, nụ cười ồm oàm của quỷ: "Câu này ta thích nghe nhất nàng biết không?" Nói đoạn hắn lại chiếc giường của hắn nằm. Lâm Phú bước theo, bàn tay của nàng mát xa cơ thể của hắn. Thật ra là nàng muốn kéo dài thời gian, để cho rằng Him quay trở về thủ phủ, tránh quỷ tinh tập hợp đánh mồi từ xa. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, gã quỷ đang thiêu thiêu ngủ dưới bàn tay của nàng. Lâu sau nàng dừng lại, đôi mắt nhắm nghiền cảm nhận rằng Him đã về đến nơi an toàn. Nàng từ từ nhón bước để mặc cho hắn ngủ say. Lúc giảng Him đi, Tê bần thần nhìn theo, chẳng biết nàng đi kiểu gì mà mau như vậy. Cầm vật ở trên tay, tôi mỉm cười, không biết chủ nhân của nó là ai, nhưng tôi cảm nhận vật này rất đỗi quen thuộc. Bất chợt tôi lại nhớ đến Lâm Phú. Đã hơn một tháng rồi kể từ cái đêm tôi hòa vào với nàng, mất dấu tích. Tôi lo sợ lẽ nào quỷ tinh đó có ăn thịt nàng không, mà nếu nó ăn thịt thì nàng sẽ thế nào. Lo là lo như vậy, chứ trực giác mách bảo rằng nàng vẫn còn bình an. Cầm vật đó lại phản nằm, tôi thao thức mong chờ trời sáng để xem vật ấy là vật gì, mà rằng Him nói tôi sẽ nhận ra người đó. Cả đêm tôi thao thức cầm vật ấy ở bên mình. Sáng ra tôi nhìn chăm chú, một chiếc khăn thêu màu hồng có thêu một bông hoa trinh nữ. Tiếng cười của tiểu quỷ vọng ở đâu đó, tôi liền tự hỏi: người đan khăn nàng là ai? Ai đó cho tôi câu trả lời đi. Chàng có quà vui quá nhỉ. Tiểu quỷ, mày hãy nói cho ta biết nàng là ai. Tôi liền hỏi nó: chàng không sợ em buồn sao? Mày cũng biết buồn sao? Em theo để bảo vệ chàng, chàng không thương em sao? Mày chỉ là một chồng ngươi di động thôi, lúc ẩn lúc hiện. Kể cả bây giờ đang nói chuyện với tao mà có thấy mày đâu. Nếu mày là tao thì liệu có thương nổi không chứ? Em nè. Bờ vai của tôi hơi nhột, tôi đưa mắt liếc. Tiểu quỷ đó chớp mắt chồng ngươi nhìn tôi. Mày ở đâu hiện ra đó? Tôi liền hỏi nó. Chàng chỉ cần biết em muốn bên chàng mọi lúc mọi nơi. Nhìn mày thật là gớm ghiếc, ta đẹp trai thế này sao yêu được mày chứ? Chàng chảnh quá. Ta nói vậy mày không tự ái sao? Em chẳng biết tự ái là gì cả. Thế mày là người hay quỷ? Em là gì sau này chàng khắc biết. Mày giỏi như vậy cho tao hỏi, người tặng tao cái khăn này nàng ấy là ai? Muốn biết tự chàng tìm hiểu đi. Ờ, cái gì mày cũng biết cơ mà, mày theo tao phải nghe lời của tao chứ. Nghe chàng không có nghĩa là nói cho chàng biết hết.
Mày... Tiểu Quý. Chồng người vụt bay ra ngoài cửa sổ. Muôn, mày tỉnh ngủ hay là mơ vậy? Mà nói chuyện làm thảm với ai vậy con? Tiếng của mẹ tôi từ dưới nhà vọng lên. Tôi liền đáp. Dạ con tỉnh rồi mẹ. Mẹ thấy mày nói chuyện có một mình. Từ mày ngủ mơ, dậy đi làm dậy đi con. Tôi đáp lại lời của mẹ, đoạn mân mê chiếc khăn. Từng mũi đan tinh xảo chưa biết người đan chiếc khăn này phải thật khéo tay. Tôi đưa lên mũi hít hà, mùi hương nơi chiếc khăn tỏa ra, mùi của hoa trinh nữ, đúng mùi trên cơ thể của nàng. Bất chợt tôi nhớ đến nàng, nhận quà của một người con gái khác tặng. Tôi tưởng đến họ là có lỗi với nàng. Muôn thật đã lấy đi cuộc đời của nàng, nhất định muôn ta sẽ có trách nhiệm. Lâm Phú, nàng đang ở đâu? Tôi chỉ ước sao chiếc khăn này là của bàn tay nàng thêu, như thế tôi không có lỗi với nàng trong suy nghĩ. Đi con, Muôn. Tiếng của mẹ tôi gọi. Dạ, mẹ chờ con một lát. Tôi nhìn kỹ chiếc khăn một lượt, bên góc phải có thêu ba chữ là PM. Đây là gì nhỉ? Đây có phải là ký hiệu nàng ấy để lại cho tôi? Cất chiếc khăn vào trong tủ gỗ, tôi bước xuống nhà, cầm cây cuốc cùng mẹ đi lên nương. Tôi thấy A Tú đang làm dẫy, thử ruộng của nó kế bên nhà tôi. Tôi sắn tay áo hì hục cuốc lên luống để trồng bắp. Lúc sau khá mệt mỏi, tôi liền ngồi nghỉ ngơi. A Tú thì cũng nghỉ. Tôi và nó ngồi cách có một bờ cỏ ngăn giữa hai thửa ruộng, bờ cỏ khoảng chừng 2 gang tay. A Tú lấm tấm mồ hôi, nhìn hai phụ huynh đang lúi húi làm, đoán chắc là họ không nghe được, tôi bèn hỏi nó. A Tú muốn hỏi thật, từ ngày đó cho đến nay, mày có gặp được nàng không? A Tú nheo lông mày nhìn tôi. Mày hỏi ai vậy Muôn? Muôn hỏi A Tú lâu nay có gặp Giảng Him không? A Tú chứng lại nhìn tôi dò xét. Khi không mày lại hỏi ta chuyện đó. Vì tối qua Muôn có gặp lại nàng. Hả, mày nói thật chứ Muôn? Hai bà mẹ liền dừng tay, ngước lên nhìn hai thằng tụi tôi. Hai đứa bây đang nói về cái chuyện gì thế? Mẹ tôi liền hỏi. Dạ không có chuyện gì đâu mẹ. Mẹ của A Tú nhìn qua tôi rồi nói. Chị mùa đắng, làng ta sắp đi hết rồi đó. Nhà tôi với nhà chị có tính đi không? Thì hỏi qua anh nhà với tụi trẻ, gia đình tôi và gia đình chị đi cùng với nhau. Từ nhỏ chơi với nhau mình đi cùng cho vui. Mẹ tôi liền đáp. Tôi liền nháy mắt với A Tú đoạn nhìn hai bà rồi nói. Tổ tiên nhà mình đang ở đây, mấy gia đình họ đi rồi xem chừng không ở lại được quay về đó mẹ. Mẹ tôi nhìn qua mẹ của A Tú, bà khẽ lắc đầu, đoạn cúi xuống tiếp tục công việc. A Tú ghé tôi rồi hỏi nhỏ. Muôn này, mày gặp nàng sao? Nàng nói gì với mày vậy? Tối qua ta cũng gặp. Tôi bất ngờ hỏi nó. Mày cũng gặp sao? Nàng nói gì với mày? Ở cái thằng này, ta hỏi mày mà mày hỏi ngược lại là sao? Thì nàng nói với ta có mấy câu thôi. Tôi giấu nhẹm nó vội chiếc khăn vì sợ A Tú ghen. Nàng nói gì mày mau kể cho tao nghe đi. Thì nàng hỏi thăm ta có vài câu, trông nàng buồn lắm. Thế mà mày không có nói với ta câu nào. Muôn, phải là nàng giận ta phải không mày? Muôn không nghĩ như vậy đâu. Trong nàng có điều gì đó khó nói lắm. Nàng có về thăm nhà mà, tuy là không nói chuyện với ai. Thế nàng có nói chừng nào nàng trở lại không? Tôi lắc đầu thấy A Tú vẻ ỉu xìu, tôi bèn nói tiếp. A Tú có cùng Muôn ở lại làng để giết quỷ tinh trả thù cho Giảng Him không? A Tú liền thở dài. Chỉ sợ chưa giết được nó đã ăn thịt mình rồi. Muôn có niềm tin là sẽ giết được nó. Niềm tin ở đâu? Sức người như A Tú và Muôn á? A Tú không nhớ còn có thêm ai nữa sao? Thoáng một phút suy nghĩ, A Tú bèn nói. Muôn, mày đừng nói với tao là sẽ nhờ cái trọng người quái gì ấy nhá. Nó rất được việc đó. Tôi vừa dứt lời thì tiếng cười liền vang lên. Cảm ơn chàng đã đặt niềm tin ở em. Tôi và A Tú bất ngờ vì tiểu quỷ đó đột ngột xuất hiện. Nó đang ở ngoài bãi cỏ, cách chỗ tôi và A Tú ngồi tầm 10 bước chân. Tôi và A Tú đứng lên chỉ nó. Mày chui ở đâu ra vậy, trông ngươi kinh dị. Tiểu quỷ, lần sau mày có xuất hiện thì báo trước với ta một tiếng. Em muốn cho chàng bất ngờ, được việc rồi vui quá. Trông người đó lăn qua lăn lại. Mày có thôi đi không? Vui thôi chứ đừng có vui quá, sao mày cười dữ vậy? Tôi liền quát nó. Ủa, hai đứa chỉ trò gì bãi cỏ vậy? Mẹ tôi liền hỏi. Mẹ A Tú liền nói thêm. Ở cái làng này giết thì bọn nhỏ cũng bị quỷ nhập hồn đó chị.
Hai bà mẹ liền thở dài và quay đi. Tôi liền nói nhỏ với nó: mày nghe chưa, lần sau mày không được tùy tiện xuất hiện đâu. Nói rồi nó lăn qua lăn lại mấy vòng như để lấy đà, rồi nó bay vút lên cao. Tôi và A Tú nhìn theo cho đến khi nó mất dạng. Lâm Phú cho người đến nhắn cho Giàng Him tối gặp ở vị trí cũ. Trời vừa tối được một lúc, ở Ngự Cung và Tủ Cung, Giàng Him và Lâm Phú xuất hiện cùng một lúc. Lâm Phú bay tà tà chấm đất, cũng vừa lúc Giàng Him bay tới, nàng liệng một vòng cuối cùng cũng đáp xuống theo cô ấy. Chúng ta đúng hẹn quá. Lâm Phú liền tiếng trước: vâng, cô cho hẹn tôi ra đây là có gì sai bảo? Cô đừng khách khí quá. Trong động quỷ tất cả đều cung kính cô. Cô chỉ dưới quỷ vương một chướng. Đó là lúc ở đó, còn giờ chúng ta đều như nhau. Cô là ân nhân của tôi, ít nhiều tôi phải được phục chứ. Tôi giúp cô giúp tôi, chúng ta là giúp cho dân làng của mình. Vâng thưa cô. Cô cứ gọi tôi là Lâm Phú, còn cô tên là Giàng Him. Đúng rồi à, tối qua thế nào rồi? Ổn rồi cô ạ, à, tôi đã làm theo những gì cô dặn. Tốt, đợi một vài hôm nữa sẽ tới gặp chàng. Như thế nào tôi sẽ thông báo sau. Lâm Phú cô nương, đang nói đến A Tú hay là anh Muôn? Tôi đang muốn nói đến chàng Muôn. Nếu anh ấy có hỏi, tôi biết phải trả lời làm sao về chức khăn. Tới thời điểm tự khắc chàng nhận ra, tôi sẽ cho chàng biết được sự thật. Cô muốn giúp người làng Tinh thật sao? Vì tôi sinh ra ở đó, tôi và cô làm sao chống lại được quỷ tu hơn 900 năm chứ. Chàng Muôn và người yêu của cô nữa chứ. Nhưng mà cô sợ quỷ Tinh sẽ giết hai chàng ấy đúng không? Cô yên tâm đi, biến thành Tinh cũng không giết nổi chàng Muôn đâu. Lâm Phú, tôi tạm tin cô. Chúng ta về thôi, ra khỏi Ngự Quỷ lâu rồi cũng không có hay gì cả. Có gì tôi cho người báo lại cho cô. Vấn đề cấp bách mới là gặp nhau. Nếu quỷ canh cửa báo lại với quỷ Tinh, tôi và cô hay ra khỏi động, sợ rằng quỷ Tinh sẽ nghi ngờ tôi và cô có vấn đề. Vâng cô, bước tiếp theo chúng ta nên làm gì? Cô chờ tin qua người của tôi. Chào cô. Nói rồi Lâm Phú và Giàng Him thả lỏng cơ thể tan vào hư không. Trong lúc đó nơi động quỷ, thủ phủ của quỷ Tinh, tên quỷ hầu rót rượu đưa lên tận miệng: dạ nô tỳ cung kính quỷ vương. Còn quỷ tuy một hơi hết sạch, quỷ hầu để ly rượu xuống, hắn xoa bóp vào hai vai cho quỷ Tinh, miệng nịnh nọt: chẳng còn bao lâu nữa quỷ vương sẽ lên làm đại vương. Con quỷ vứt lông trên khuôn mặt, hắn liền cười. Lát sau hắn vẫy tay tên hầu ghé sát tay của hắn nói nhỏ: người cho người đi tìm xem mấy chục vong hồn đó chúng ta đi đâu, vào đêm con Giàng Him tế lễ. Dạ vâng quỷ vương, nô tỳ sẽ đi điều tra. Đoạn con quỷ đó đứng dậy: ta qua Ngự Cung gặp nàng. Tên quỷ hầu vội vã lấy chiếc áo khoác lông vào người của hắn. Nhìn bộ dạng con quỷ Tinh đó lông lá đầy mình xám đen, nó khoác một chiếc áo lông lên người càng làm cho bộ dạng của hắn dữ dằn hơn. Tên hầu nịnh: quỷ vương với Lâm Phú tiểu chủ nàng quả thật xứng đôi. Con quỷ đó lại cười, hắn bước đi một cách thong thả. Tại Ngự Cung, quỷ Tinh bước vào, hắn liền hỏi: tiểu chủ của các ngươi đâu? Vài nữ hầu sợ sệt: thưa quỷ vương, tiểu chủ của nô tỳ đi. Đi đâu? Sao các ngươi lại ấp ống như vậy? Dạ đi, nô tỳ không biết, tiểu chủ không có dặn. Hắn ghé sát tai một nữ tỳ: các người khôn hồn thì mau khai ra đi. Thì ánh mắt của hắn đỏ lòm long lên sòng sọc, đám nô tỳ sợ hãi: dạ đi. Đi đâu? Hắn đập chiếc bàn, chiếc ly thủy tinh rớt xuống đất vỡ tan tành. Bàn tay của hắn nhấc bồng một nữ tỳ lên cao, đôi mắt vằn lên tia đỏ, giọng của hắn ồm ồm: mày không muốn linh hồn của mày bị quỷ khống chế thì khai mau đi. Thưa quỷ vương. Nữ tỳ liền ho lớn, bàn tay của hắn siết chặt cổ họng của nữ tỳ: quỷ vương, có chuyện gì vậy ạ? Lâm Phú lướt vào, nàng xả xuống sốt sắng hỏi. Hắn buông nữ tỳ ra, đôi mắt dần trở về xanh trắng. Nữ hầu gái ôm lấy cổ ho một hơi dài. Lâm Phú vội lại đỡ nữ tỳ đứng dậy. Vừa rồi quỷ Tinh thả tay của nữ hầu ra, nữ hầu ngã chắc đau lắm. Lâm Phú liền hỏi: em có đau lắm không? Lâm Phú: à không, thưa tiểu chủ, nô tỳ không sao. Nữ tỳ đáp: em đứng lên ta xem nào. Nói rồi Lâm Phú đỡ nữ hầu đứng dậy. Nàng nhìn lên cổ của nữ hầu, một bàn tay sưng sầu vằn lên những tia đỏ tím: con quỷ này thật ác ôn.
Lâm Phú đưa bàn tay lên chạm vào chỗ đau, tức thì những vết ấy biến mất. Nàng nháy mắt cho nữ hầu che lại rồi lui ra để tránh cho quỷ tinh phát hiện. Nữ hầu gật đầu với nàng rồi vội lui đi. Nàng có vẻ quan tâm tới đám nô tỳ ấy nhỉ. Quỷ tinh quen đi hờn dỗi, nàng quay lại phía hắn môi nở một nụ cười. Kìa quỷ vương, đám nô tỳ đó sao bằng ngài được chứ. Nụ cười của nàng thật mê hoặc, thì hắn có vẻ siêu lòng. Nàng nói tiếp: em đi hóng gió một chút xíu, đám nữ hầu ấy không biết gì đâu, ngài đừng có trách lầm họ. Nghe vậy hắn liền cười với nàng: ta chỉ lo cho nàng và quan tâm mỗi nàng mà thôi. Thưa tiểu chủ, cô nàng hắc hoa ghé thăm. Nữ tỳ bước vào và bẩm báo. Một cô nương xinh đẹp lạ lướt bước vào. Cô ta đan hai tay vào nhau, nhún người bên phải kính cẩn: em chào quỷ vương, chào Lâm Phú. Quỷ tinh cười với cô ấy: đêm hôm nàng qua đây là có việc gì? Cô ta cười đoạn nhìn qua Lâm Phú: em đây có hầm một ít canh bổ lượng, mang sang cho Lâm Phú một chén để bồi bổ sức khỏe. Cô ta vừa dứt lời, một nữ hầu từ đằng sau bê đến một chén canh. Hắc Hoa cầm chén canh từ tay nô tỳ. Hắc Hoa đưa mắt nhìn mặt của Lâm Phú cười đòn đà: mời Lâm Phú. Lâm Phú liền đón lấy: cảm ơn cô, phiền cô quá. Cùng trong một đại tộc phải thương yêu nhau chứ. Nói rồi Hắc Hoa cười, đoạn cô ta liếc mắt đưa tình nhìn sang quỷ tinh. Lâm Phú đưa chén canh lên, nàng nhấp mấy ngụm. Đoạn sau nàng uống một hơi hết sạch. Nàng đưa chén cho nữ hầu không quen nói lời cảm ơn: Hắc Hoa, cảm ơn cô nhiều, canh rất là ngon. Vậy lần sau tôi mang qua cho cô nữa nhé. Vậy thì phiền cô quá. Không có gì phiền cả. Quỷ vương thấy vậy thì liền vui vẻ: hai nàng đoàn kết như vậy ta rất vui. Cô ta liền cười: người của quỷ vương mà. Nàng ở lại đây chơi, ta về trước. Quỷ vương nói. Quỷ vương rớm bước đi, Hắc Hoa cũng vội đi theo. Em cũng về luôn, chào Lâm Phú nhé. Lâm Phú nhoẻn miệng cười đáp lại. Bước ra ngoài theo quỷ vương, Hắc Hoa ngoảnh lại phía sau. Môi của cô ta khẽ nở một nụ cười nhếch mép. Tôi đang ngủ trưa thì nghe tiếng của trẻ con gọi: anh Muôn, anh Muôn, có ở nhà không? Tôi liền tỉnh cả ngủ rồi ngồi bật dậy. Ngó xuống dưới, tôi thấy thằng Tí dẫn theo một người đàn ông. Tôi xỏ dép chạy xuống dưới mừng rỡ: dạ, cháu chào bác Lâm Phú Buôn. Người đàn ông cười và đáp lại: Buôn là bố của ta, cứ gọi ta là chú ông. Tôi liền gãi đầu chữa thẹn: dạ, cháu xin lỗi chú. Thằng Tí bèn hỏi người đàn ông: thưa chú, đây là anh Muôn, người mà chú muốn tìm phải không ạ? Chú ông xoa đầu thằng Tí: ờ phải, cảm ơn nhóc. Cháu chào chú, em chào anh Muôn. Nói rồi thằng Tí chạy một mạch ra ngoài cầm. Tôi bèn nói: cháu mời chú à. Đoạn tôi ghé tai chú nói nhỏ: nếu bố mẹ cháu có hỏi gì, chú cứ nói là một người quen của cháu, họ không biết chuyện gì đâu. Chú ông đáp lại lời của tôi: được rồi. Tôi và chú bước lên sàn nhà. Bố mẹ tôi thấy người lạ, chú ông nhanh ý vội vàng lên tiếng: dạ, em chào anh chị. Bố mẹ tôi gật đầu thay cho câu trả lời. Tôi bèn tiếp lời: thưa bố mẹ, đây là chú ông người làng bên, là một người con vô tình quen. Trò chuyện một lúc tôi liền lên tiếng: có dẫn chú ấy đi chơi một vòng, bố mẹ làm cơm chú ấy ở lại ăn à? Chú ông liền cười: phiền anh chị hôm nay cho tôi ăn nhà một bữa. Bố mẹ tôi liền hồ hởi nói: một chứ mười bữa cũng được. Bố tôi quay lại nhìn tôi lo lắng: dạo gần đây có nhiều chuyện quá, liệu con có nên đưa chú ấy đi dạo trong làng mình không? Mẹ cứ yên tâm đi, con sẽ về sớm mà. Tôi liền đáp. Chú ông liền thêm vào: cháu nó đi với tôi thì anh chị cứ yên tâm đi, tôi có mang theo bùa bên mình rồi. Nói rồi như để chứng minh cho lời nói của mình, chú ông lấy ra từ túi nải vài tấm lá bùa giơ lên cho bố mẹ tôi xem. Trên gương mặt của bố mẹ tôi, những nếp nhăn có phần thư giãn. Xin phép anh chị ạ. Chú ông nói rồi tôi và chú liền đứng dậy. Chú ông vừa đi vừa liếc nhìn xung quanh. Đi qua vài ngõ cách nhà tôi, chú liền nói: nơi này đúng là những gì mà bố mẹ tôi kể. Là sao chú? Tôi liền thắc mắc hỏi. Chú vừa đi vừa liếc: không cảnh ảm đạm, mùi tử khí và âm hồn ám rất nặng. Tôi lặng lẽ gật đầu.
Từ ngày đó đến nay, đây là lần đầu tiên chú về làng phải không ạ? À? Chú sinh ra ở đây. Lúc chú đi theo bố mẹ, lúc ấy chú cũng có hơn 10 tuổi. Nơi đây là quê nội và quê ngoại của chú. Nói rồi chú ung đưa mắt nhìn một lượt. Chú dừng lại nhìn thật lâu một ngôi nhà hoang ở bên kia đường. Như đoán ra đường, tôi liền hỏi: chẳng hay ngôi nhà đó có kỷ niệm gì với chú? Ngôi nhà ấy ngày xưa là gia đình ngôi nhà chú ở đó. Chú ung lặng lẽ đáp, trên khuôn mặt của chú thoáng buồn. Quê cũ mà, mấy ai không bồi hồi xúc động, nhất là vùng đất quỷ chiếm như là quê tôi. Tôi bèn liếc qua ngôi nhà tranh, nó đắp mục nát, còn vài tấm rèm dựng nguyên cho mắt người nhìn vào đó còn biết được nó từng là một ngôi nhà. Xung quanh cỏ mọc rậm rạp, nhìn như bức tranh tiêu điều nguệch ngoạc, một màu xanh cổ cỏ. Chú ung khẽ thở dài. Tôi và chú bước tiếp. Đang đi bỗng nhìn tôi nghe thấy tiếng cười. Hôm nay chẳng dẫn cố nhân về thăm lại quê hương đấy sao? Tiểu quỳ nó đậu trên vai của tôi. Tôi suýt giật mình, phía này chả biết nó khoét lúc nào thêm một cái miệng thật rộng. Chàng thấy em lạ lắm sao? Trong người của nó chớp liên tục, thêm cái miệng cười rậm thích, nhìn nó đúng là một mắt một miệng bằng nhau. Tôi liền cười rồi đáp, nhìn mày ta thấy hay hay như mấy con quỷ nhỏ ở trong phim ấy. Chàng nói vậy là em giận luôn chàng đó? Ta nói thật mà, mày giận tao biết bao nhiêu lần rồi, mày có rời được ta đâu. Chàng nhớ lấy, sẽ có lúc chàng cần đến em mà em sẽ không xuất hiện đâu đó. Tiểu yêu, đón đòn của ta. Chú ung chắp hai tay vào nhau, đoạn chú ấy vùng tay ngửa lên nhắm hẳn vào con tiểu quỷ. Ai, em đau quá chàng muốn. Nó liền kêu lớn. Chú ung, chú dừng tay lại đi. Chú ung vẫn nhắm mắt nghiền, luồng khí từ đôi tay của chú vẫn tỏa ra ngoài. Cứu em chàng muốn. Tiểu quỷ nó lăn lông lốc kêu gào. Lo lắng tôi bèn xả thân lấy mình che cho nó. Nó kêu lên một tiếng đầy đau đớn. Chú ung nghe thấy tiếng của tôi thì bèn mở mắt. Chú thử vội phép thuật lại. Thế tôi đổ gục xuống, chú lại đỡ tôi lên. Từ miệng của tôi tứa ra một ít máu. Tiểu quỷ nó nằm gọn trong người của tôi, nó thì thào. Em cảm ơn chàng đã cứu em. Muộn sao cháu còn đỡ đòn cho nó. Tôi hé mắt nhìn chú rồi nói. Chú ôm chú thả cho nó là một con quỷ tốt. Tiểu quỷ mau chạy đi. Tiểu quỷ nghe lời của tôi, nó lăn qua lăn lại mấy vòng như để lấy chút sức lực. Lát sau nó bay lên không. Tôi cố mở mắt nhẹ nhìn xem. Thế nó liệu xem chừng sắp rớt. Chắc nó bị trọng thương khá nhiều. Tôi mỉm cười khẽ đưa tay lên chào nó. Chú ung tức giận rồi quát theo. Con quỷ kia, mày đứng lại cho ta. Chú Toàn thả tôi ra. Tôi níu áo của chú. Chú đừng đuổi theo nó. Chú liền thở dài. Lúc ấy tôi cũng ngất đi không biết gì cả. Chú ung đặt tôi nằm xuống dưới. Chú truyền một chút khí cho tôi. Lát sau tôi tỉnh lại, cảm giác vẫn mệt mỏi khó thở. Chú nói tôi ngồi thẳng lưng, chú ngồi ở phía sau. Chú áp hai tay của chú vào lưng của tôi, một luồng khí nóng chạy dọc khắp cơ thể. 15 phút sau tôi thấy cơ thể của mình khỏe hơn rất nhiều. Lúc mà chú thu hai tay về, tôi liền nôn ọc ra một ít máu đen sì. Tôi liền mở mắt ra, người bắt đầu tỉnh táo dần. Nhìn xuống chỗ máu, chú ung như đoán tôi muốn hỏi, chú bèn nói. Quá nguy hiểm, cháu ngồi nghỉ ngơi một lúc rồi ta sẽ đi tiếp. Đoàn chú và tôi cùng ngồi xuống bên vệ đường, không một bóng người qua lại. Chú tính giết nó à? Tôi liền hỏi. Chú nhìn mông lung rồi đáp. Nó là yêu nghiệt, giết nó đi để trừ hậu họa cho dân. Cháu thấy nó cũng tốt mà. Chú liền nhìn tôi dò xét. Cháu đang bênh vực cho nó sao? Tôi lảng tránh ánh mắt của chú. Vì có đôi lần nó giúp cháu, không hẳn nó là quỷ đâu chú. Chú ung khét thở dài nhủ thầm. Rõ thằng nhóc này phải lòng yêu nghiệt. Thôi ta đi đi chú. Tôi đứng dậy rồi nói. Tôi và chú đến nhà của trưởng làng. Trưởng làng thấy tôi dẫn người lạ tới. Tôi và chú chưa lên tiếng thì già làng đã niềm nở. Chào chú em, ai đây hả muôn? Tôi nhanh nhảu nói. Dạ là một người có gốc gác ở đây, nhưng mà đã di cư rồi đó già làng. Già làng đón đà mời chú và tôi vào trong nhà. Đón ly nước từ tay của già làng, chú ung vui vẻ đáp. Chẳng hay là bác bao nhiêu tuổi rồi ạ? Ta hơn 60 rồi chú em. Trước đây chú em đã từng là người ở làng này. Vâng ạ, em đi khỏi ngôi làng này từ hồi còn 16 tuổi.
Hơn 20 năm rồi em mới có dịp quay trở lại quê hương. Quê mình vẫn vậy thôi, người chết thì càng nhiều. Già làng chậm rãi nói từng câu. Thế sao dân làng mình không đi khỏi đây hả bác? Gốc gác ở đây rồi, đi đâu được? Di rời làm sao tất cả ngôi mộ của tổ tiên? Bác ạ, lâu nay em cũng đi học hỏi thêm để giúp dân làng mình. Chỉ còn cách là giết con quỷ đó, mọi chuyện mới kết thúc. Mà giết nó bằng cách nào? Tôi già làng chú ông nhìn nhau. Tôi nhìn qua chú ông rồi nói. Biết đâu tiểu quỷ đó giúp được cháu. Chú ông nhìn tôi mặt nghiêm nghị. Xem chừng đó là cái bẫy của con quỷ nó giăng ra. Tôi liền im lặng. Lời nói không phải là không có lý. Tiểu quỷ đó từ lâu xa, đó còn là ẩn số. Đôi lúc tôi nghĩ nó có phải là chồng ngươi của giảng him còn sót lại. Nhưng chắc chắn là không. Vì khi chết đi, linh hồn của nàng làm sao mà nhập vào trong chồng ngươi quái dị đó. Tôi liền hỏi già làng. Thưa già làng, cuốn sổ ghi chép những cô gái tề lễ đó già làng vẫn giữ chứ ạ? Chú ông liền tiếp lời. Hôm nay em tới đây trước là để thăm hỏi sức khỏe gia đình bác, sau là muốn hỏi bác đôi điều. Chú cứ hỏi đi, biết gì tôi sẽ nói cho chú nghe. Thằng buôn khi không lại muốn cuốn sổ đó làm gì? Chả giấu gì anh, nếu mà muốn giết con quỷ đó phải tập hợp một số linh hồn đã từng tế lễ tà thuật, rồi sẽ tự hỏi vong hồn. Tự dưng có một cơn gió lạnh buốt từ đâu thổi tới. Tôi nghe hai tiếng tập hợp mà chú ung vừa nói văng vẳng ở trong đầu. Luồng gió xoáy qua rồi mất hút. Tôi liền lạnh cả người, nói vội với trưởng làng. Dạ đúng đó già làng, cháu muốn hỏi quyển sổ đó cho chú ung đi ạ. Già làng liền đứng dậy và ra nhà phía sau. Lát sau già làng mang ra một cuốn sổ khá dày. Đây, tất cả các cô gái đều nằm trong cuốn sổ này. Một số thì bị nhòe chữ, một số thì không đọc được khá là nhiều. Chú ông liền đón lấy. Chú nhìn chăm chăm quyển sổ. Em cần tên 100 cô gái ngay từ ngày đầu tế lễ và 100 cô gái mới nhất trong khoảng thời gian tế lễ gần đây. 100? Tiếng của một nữ giới vang vọng từ xa. Một tia chớp xẹt qua trong bầu trời. Nhìn chú ông cho quyển sổ vào trong túi vải, ra làng liền nói. 100 cô gái mới đây thì có khi thấy rõ chữ. Chứ 100 cô gái ngay từ đầu tế lễ, ngay các cụ truyền tai đến đời của tôi, tục tế lễ này xem chừng đã gần 100 thập kỷ. E rằng con chữ đã không còn nữa, nó nằm cả ở trong đó tôi ghim lại chả dám xem. Quan trọng là cô gái tế lễ đầu tiên. Tiếng kêu ở đâu vang lên, bầu trời đang xanh đột nhiên chuyển sang mây đen xám xịt. Gió thổi mạnh như một cơn bão, già làng vội cài then cửa ngồi trong nhà. Ngay dưới chân của mình mà tôi nghe rõ dưới lòng đất cuộn lên từng hồi, như có con gì đó cố ngoi đầu lên. Chú ông và già làng đưa mắt sợ hãi nhìn nhau. Tiểu quỷ mày đâu rồi, nói cho tao nghe, đã có chuyện gì xảy ra vậy? Tôi quay đi hướng khác rồi gọi nó. Không thấy nó trả lời, tôi tiếp tục gọi. Mày có nghe tao nói không hả? Em nghe tiếng chàng, đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Tôi đưa mắt nhìn, tuyệt nhiên không thấy nó đâu cả. Chàng không thấy được em đâu, lão già ấy không giúp được gì cho dân làng, vô ích thôi. Mày nói vậy là sao? Chú ấy tung chiều với mày, mày còn ghét chú ấy? Em hoàn toàn không ghét, chú ấy là người tốt muốn giúp cho dân làng, nhưng mà chú ấy là người không thể giết được con quỷ, xem chừng thế mà oan uổng. Thế mày biết gì thì chỉ cho tao. Em đi đây, hao tổn dương khí quá nhiều, chẳng nhớ bảo trọng nhé. Tiếng của tiểu quỷ nhỏ và yếu dần. Tiểu quỷ, tiểu quỷ. Tôi liền gọi theo, nhưng nó dường như biến mất từ lúc nào. Dưới đất tiếng động mất dần, mây đen cũng giãn ra, bầu trời lại trở về như lúc ban đầu. Tôi tự nghĩ, tiểu quỷ nó nói làng mình, có bao giờ nó là một trong số những cô gái vô tội. Tôi nghe tiếng mở cửa, nhìn ra già làng đang đứng nơi ngạch cửa, ông ta ra ngoài rồi lắc đầu. Ánh nắng hừng lên, nhìn đồng hồ chưa đến 2 giờ chiều, tôi mạnh dạn hỏi. Già làng phải cụ là người già nhất trong làng biết chuyện liên quan đến con quỷ không ạ? Già làng vỗ hai tay vào nhau cái đét. Thế mà ta không nghĩ ra. Phải rồi, để ta dẫn chú em đến đó. Nói rồi già làng cầm cây dựa mang theo đi qua nhà A Tú. Tôi thấy nó đang đứng ở trước sân, cúi xuống đục đẽo cái gì đó. Tôi liền gọi A Tú. Nó ngước mắt lên nhìn thấy tôi, nó bỏ giờ vẫn đang cầm để làm trên tay xuống. Nó chạy ra chỗ của tôi. Chào già làng, chào chú. A Tú rảnh không đi cùng cho vui? Tôi liền bảo. Nó gật đầu lìa lịa.
Già làng rơi cây dựa sáng loáng. Đông người càng vui mang theo con dựa này, thì con quỷ đó nó không dám đến để hù mình đâu. Bất chợt một tiếng sấm đột nhiên vang lên, già làng giật mình lùi ra phía sau, mặt xanh mét. Tiếng sấm ngưng lại, già làng hoàn hồn trời. Tiên sư nhà nó nữa, nhắc đến nó là nó lại dọa ta, xón tè cả ra quần rồi đó. Chú ông liền nói nhỏ, không được đùa với quỷ đâu. Đi đến giữa làng, ngôi nhà gỗ có cái cổng chắc chắn hơn so với những căn nhà khác. Mở cổng, già làng liền lên tiếng, cụ của có nhà không ạ? Lúc tất cả bước vào sân, một người đàn ông khom lưng bước ra. Ông cụ đưa bàn tay lên trên lông mày, khẽ nhắm mắt để nhận diện. Phải thằng trường làng không? Dạ cháu đi cụ. Già làng đáp lại, đoạn cụ nhau mắt nhìn qua tôi và chú ông. Già làng bèn giới thiệu, đây là chú em gia đình rời làng đã hơn 20 năm trước mới có dịp về thăm. Dạ cháu chào cụ ạ. Chú ông liền nói. Già làng đưa tay chỉ qua tôi rồi nói, còn đây là thằng Muôn con nhà Mùa Đắng đây. Đây là A Tú con nhà Lắc Khôn. Cụ có nhận ra con không ạ? Tôi liền hỏi. Ông cụ gật đầu. Ông chỉ nhớ bố mẹ mày thôi, lứa chúng mày sao ông biết được chứ? Như sừng nhớ ra, ông cụ nói, mấy anh em chú cháu vào trong nhà ngồi đi. Cụ bước đi trước, tôi và tất cả mọi người bước đi theo. Ông cụ khá là nhanh nhẹn, vẻ minh mẫn hơn cụ cổng rất nhiều. Ông cụ rót nước vào trong một chiếc cốc. Cụ để chiếc cốc trước mặt của già làng, chú ông, rồi lần lượt đến tôi và A Tú, cụ liền hỏi, chẳng hay trường làng và mấy cháu đến đây chơi hay là có việc gì? Già làng liền lên tiếng, dạ chú có con hỏi là năm nay cụ bao nhiêu tuổi rồi ạ? À? Cụ cười móm mém rồi nói, vài tháng nữa là ta 98 tuổi. Thế cho con hỏi trong làng này, cụ là người cao tuổi nhất phải không ạ? À? Chú ông liền hỏi, ông là người cao tuổi nhất, ông cầm thua ta 3 tuổi đó. Nói rồi cụ giơ ba ngón tay như ngầm cho người ta biết. Tôi không nghĩ một ông cụ sớm một thập niên lại minh mẫn như một ông cụ 70. Chú ông lấy túi vải đeo ở trên vai, cho lôi quyển sổ mà vừa rồi già làng đưa. Thế cuốn sổ cụ của chỉ, quyển này giống như quyển ghi tên các cô gái tế lễ vậy đó. Chú ông lễ phép đáp, dạ đúng rồi đó cụ ạ. Cháu mượn trường làng, biết là cụ là người cao tuổi nhất trong làng, cho nên đến đây để hỏi cụ đôi điều. Chẳng hay trước đây cháu cũng là người làng này. Dạ vâng, bố mẹ cháu rời khỏi nơi này mấy mươi năm về trước, lúc ấy cháu mới chỉ là một cậu thiếu niên thôi ạ. Thế bố mẹ cháu tên gì, còn hay mất? Dạ thưa cụ, bố cháu mới mất 5 năm nay, còn mẹ cháu mất hơn 10 năm rồi ạ. Cho ông xin lỗi. Dạ không sao ạ, bố con tên là Lâm Phú Buôn. Ông cụ như là mừng rỡ. Ồ, tưởng con gái nhà ai, thì ra là nhà thằng Buôn, dòng họ nhà Lâm Phú. Nói vậy là cụ biết bố mẹ con sao? Cụ của gật đầu. Phải, ông chơi thân với ông nội cháu. Thằng Buôn là bố mày ấy, ngày nhỏ nó còn hay sang nhà ông chơi lắm. Dạ, dòng họ nhà cháu trong làng này không còn một ai. Nói rồi chú ông và cụ của, trên khuôn mặt của họ tôi thấy có vẻ thoáng buồn. Già làng bèn lên tiếng nói, nếu mà tình hình này xảy ra, chỉ độ vài chục năm nữa làng mình không còn một ai. Tôi liền tiếp lời, bây giờ họ rời đi làng gần hết rồi đó ạ. Chẳng cần phải vài chục năm, mà cháu nghĩ là chỉ 10 năm nữa, với tình hình một tháng con quỷ đó ăn thịt một người, cộng với việc người dân bỏ đi, chỉ một thời gian nữa làng mình sẽ bỏ hoang, không một bóng người đâu, đến muông thú còn phải khiếp sợ. Bởi vậy mới phải nhanh chóng tìm cách tiêu diệt con quỷ đó. Vừa nói chú ung vừa giở quyển sổ. Nếu mà có điều muốn hỏi cụ, cụ biết tới đâu thì sẽ trả lời đến đó. Tôi hướng mắt theo tay chỉ của chú ung và trang đầu ngả màu ố vàng chứ còn chữ mất. Chú giờ quay lại trang đầu tiên. 100 tiên đầu tiên không còn nguyên, làm sao được việc chứ? Chú ung liền chẹp miệng, sự thất vọng hiện lên trên khuôn mặt của chú. Già làng lôi ra một chiếc túi sắt ở bên hông. Thưa cụ, chú em và hai cháu, những người làm trường làng thay phiên nhau, cứ 20 năm ghi chép một lần. Cụ của liền cười, quả là chu đáo, thế này thì không lo nữa rồi. Thực sự là những trang như thế này cháu chưa từng giờ ra xem. Đây là quyển sổ gốc, cháu chỉ xem lại bản sao cho các quyển sổ thứ hai thôi. Già làng liền nói. Chú ông cùng giờ ra xem quyển sổ cùng một lúc.
ngày giờ khá là trùng khớp. Bỗng chú nhìn chằm chằm vào tên trang đầu tiên. So với quyển sao ngay dòng đầu tiên, quyển gốc còn lại đúng hai từ LP. Chú ông nhìn qua quyển sổ sao, hai chữ đó là Lâm Phú, ngày tháng năm. Chú liền lắc đầu. Đây là họ nhà cháu, đây cũng là cô gái đầu tiên trong tục lệ tế lễ gái trinh cho quỷ. Tiếc thay là cái tên trong bản gốc bị nhòe đi, chứ còn chữ mất thì vẫn có sổ sao lại, tên đầu tiên thì chịu. Là sao chú? Tôi liền hỏi. Chú ông liền đáp. Chú cần 100 tên cô gái tế lễ đầu tiên và 100 tên các cô gái tế lễ mới nhất. Quan trọng là cô gái đầu tiên, khơi nguồn cho quỷ. Có lẽ cô ta nằm trong nhiều điểm yếu của con quỷ đó. Thế bây giờ phải làm sao à? Ta sẽ thử bằng cách khác, e là hơi khó. Cụ cho con hỏi chính xác cái tục này là bao nhiêu năm rồi à? Cụ của nhíu lông mày vỗ trán. Ông nhớ không nhầm, nghe ông bà kể lại, cái tục này dễ phải 900 năm hoặc hơn. Vậy có nghĩa là hơn 900 năm cô gái chết oan. Chú ông liền nói. Bốn chiếc chân bàn bỗng nhiên rung lắc dữ dội, nó nghiêng ra đều sắp ngã, và chiếc cốc rơi xuống nền đất vỡ tan tành. Cụ của tiếc của vội giữ lấy ấm tích ở trên bàn, chẳng hiểu sao như có một ai đó hất văng cụ ngã xuống nhà. Tôi và mọi người vội vã đỡ cụ dậy, thì dưới chân chúng tôi đất đã rung lên, tôi và mọi người đều ngã lăn ra sàn nhà. Bầm một cái ấm rớt xuống bể làm hai. Cụ của tiếc của nhìn lại hai mảnh vỡ, nước lan ra nền nhà còn lên khói. Tôi cố ngồi dậy, chắp hai tay với nhau khẩn. Thiên linh linh địa linh linh, ma quỷ hiện hình, mau cút khỏi phàm giới. Không còn nghe tiếng động nữa, tất cả đều trở lại như lúc ban đầu. Tôi mở mắt ra, dựng cái ghế tre dài lên, vội đỡ cụ. Cụ có sao không ạ? Ông cụ đứng dậy lắc đầu. Ông không sao. Cụ, già làng, chú, thằng Muôn, mọi người nhìn xem này. A Tú nói tay chỉ vào cuốn sổ. Mọi người vừa hoàn hồn vội đứng dậy nhìn theo tay của A Tú chỉ. Khuôn mặt của ai nấy đều thất kinh khi trang đầu tiên nơi quyển sổ gốc ghi tên các cô gái, một vài giọt máu đỏ thẫm nằm trên ảnh ở trên đó. Vài giọt máu sau đó lan ra, chẳng mấy chốc loang ra nửa trang sách. Tôi chăm chú nhìn và chỉ chừng ấy nó ngưng lại. Đột nhiên màu máu đỏ chuyển sang đen, ánh mắt của mọi người nhìn nhau và thất kinh. Già làng lấy tay quẹt mồ hôi ở trên trán, chú ông khuôn mặt lo lắng. Không xong rồi, nếu như không kết thúc chuyện này sớm, e rằng đại họa sẽ xảy đến, quỷ tinh sẽ thống lĩnh dương thế. Cụ của nhăn nhó rồi nói. Ông nghe ông bà nội truyền lại, nếu con quỷ đó ăn đùa 1000 cô gái trinh, nó sẽ thành ma vương mà không một thầy pháp nào trị nổi. Thực hư như thế nào ông cũng không nắm rõ. Tôi ngồi xuống chiếc ghế che hỏi cụ. Thế cụ cho con hỏi, sao các làng khác không bị con quỷ đó nhắm mũi làng mình? Ngọn nguồn bắt đầu từ một lời nguyền. Vậy câu chuyện đó cụ biết không ạ? Ông cụ chỉ chẹp miệng truyền lại thôi, độ xác thực khoảng 30%. Vậy cụ có thể kể cho bọn cháu nghe được không ạ? Chú ông liền nói. Cụ của nhắm mắt lại, nhìn xa xăm, trên khuôn mặt của cụ chẳng để những nếp nhăn chồng chất lên nhau. Ông nghe kể từ hồi xa xưa, độ khoảng 900 năm hoặc hơn gì đó, ngôi làng này khoảng mấy chục nóc nhà. Thế đó đói lắm, sẵn cũng chẳng có mà ăn. Nhà nào mà đông con thì bữa đói bữa no, quần áo thì đứa nhỏ mặc lại của đứa lớn. Ngày đầu có một gia đình phương khác chạy đến đây, gia đình họ đông con, 6 đứa con lận, đói khát nhèo nhóc. Vậy họ đi xin dân làng của mình khoai sắn cầm cự cho hai đứa nhỏ bị sốt. Người vợ kể lại rằng họ bị địa chủ ngôi làng họ ở bóc lột sức lao động. Chịu không nổi họ mới dạt đến ngôi làng của mình. Làng mình hồi đó thì rộng, dân cư thừa thớt, đi bộ cả một cây số mới có một ngôi nhà. Họ xin ăn đúng vào gia đình tham lam. Nghe mọi người kể lại rằng người chủ ngôi nhà họ xin, ông ta đá vào người phụ nữ đang cúi rạp xuống van xin cho con của bà sự sống, rồi họ lạnh lùng xua đuổi những người khổ nạn như là đuổi tà. Cụ của dừng lại một lúc, lát sau cụ liền kể tiếp. Đói khát bơ vơ, hai đứa nhỏ chết trên tay của vợ chồng họ. Họ ôm xác dắt theo 4 đứa nhỏ, kiệt quệ sức lực, cả gia đình của họ gục chết bên vệ đường. Duy chỉ còn mỗi đứa con trai là sống sót. Trước khi thoi thóp, vợ chồng của họ thì thào với đứa nhỏ.
Vừa lúc ấy thì có một người làng đi ngang qua, kịp nghe được đôi vợ chồng họ trăn trối: "Con hãy đi khỏi ngôi làng này, bọn chúng là súc vật máu lạnh chứ không phải con người. Chúng mày sẽ sống trong nỗi lo nghìn đời. Tao nguyện rủa dân làng mày, cả gia đình tao sẽ hóa thành quỷ để vì giết chết chúng mày." Rồi họ chút hơi thở cuối cùng nằm bên xác của 5 đứa con. Đứa con còn sống gào lên: "Bố, mẹ ơi, đừng bỏ con mà." Một người làng thấy vậy thì liền hỏi: "Cháu bé, chuyện gì đã xảy ra với gia đình cháu vậy?" Đứa bé vẫn đang khóc nức nở bên xác của người thân. Người làng thấy thân hình của nó bé tẹo sơ xác, đoán nó nhịn đói cũng lâu. Người làng bèn lấy một chiếc bánh trong mẹt thúng đưa cho nó: "Cháu cầm lấy cái bánh mà ăn đi này." Nó liền ngẩng đầu lên nhìn người làng, khuôn mặt của nó đầm đìa nước mắt, ánh mắt của nó căm tức: "Tôi không cần." Người làng liền thuyết phục: "Đầu đuôi thế nào tôi kể cho o nghe." Rồi người làng nhìn qua mấy cái xác, không khỏi ngậm ngùi nhìn đứa bé thương cảm. Giọng của đứa bé đanh thép lại: "Tôi không cần sự bố thí của các người nữa, các người là một lũ quỷ." Người làng kể khi đứa bé đó nói câu đó, tự dưng câu lũ quỷ người làng nghe văng vẳng vọng lại: "Các người sẽ phải trả giá cho hành động bất nhân của mình." Người làng không ngờ một đứa trẻ tầm khoảng 9 tuổi mà nói được những lời chua cay uất ức đến vậy. Chắc là có điều gì đó uẩn khúc ở đây. Người làng liền động viên: "Ở có biết gì đâu, thôi cháu không kể thì cầm đi chiếc bánh mà ăn này." Đứa trẻ liền nghiến răng lại: "Cút đi." Nó chỉ nói một câu cút mà vọng lại từ đâu xa xăm liên tiếp. Người làng liền thất kinh vội cắp chiếc mẹt đi. Người làng vấp phải cục đá. Người làng vội vàng ngoái lại đằng sau, bắt gặp ánh mắt căm tức của đứa trẻ đang nhìn theo mình. Người làng vội chạy đi một mạch không dám quay đầu lại nhìn. Cụ của dừng lại, tôi bèn hỏi: "Dạ, có phải cả gia đình họ chết biến thành quỷ rồi về trả thù không cụ?" Cụ của liền đáp nhỏ: "Đúng là như vậy. Thằng nhóc này quả là nhanh hiểu. Cô có thể kể hết cho chúng cháu nghe được không ạ?" Cô liền gật đầu. Khơi lại cái chuyện buồn của làng mình, thôi cũng được. Công chẳng biết là ông còn sống được bao lâu, công nên kể lại cho con cháu nghe còn truyền lại. Cô liền thở dài như để buồn về quá khứ. Giọng của cụ mạch lạc: "Hôm sau có một vài người đi làm dẫy, họ nhìn thấy xác của 8 người chồng lên nhau. Họ không đi làm nữa, bèn quay về báo với trưởng địa là người cai quản một vùng thời xưa, để xin họ cho manh chiếu đào hố chôn cất gia đình của họ để tránh ô nhiễm và họ về oán than." Tên trưởng địa đồng ý, vài thanh niên nam mang chiếu tới, một số thì đi đào hố, dự là sẽ chôn chung. Cụ của thở dài rồi nói tiếp: "Lúc dân làng đi đến đó, xác 8 người họ đã không cánh mà bay, xung quanh không để lại một chút dấu vết." Một người trung tuổi đi theo thì bèn quát: "Mấy ông bà già này nhìn gà hóa quốc, có thấy cái xác nào đâu?" Họ liền thanh minh: "Khi không tôi rảnh mà đi bịa chuyện chứ, tôi cũng thấy mà, cả tôi nữa, không phải là một mà là 8 cái xác liền." "Thế thì những cái xác ấy biến đi đâu?" Người trung niên liền hỏi. Lúc ấy người làng bèn lên tiếng: "Mấy người này nói là đúng đó, hôm qua chính tôi còn thấy 7 cái xác chết nằm ở gần đó, duy nhất còn mình cô cậu sống sót." Vừa nói bà ta vừa chỉ đến chỗ đất không. Nơi đó là nơi mà họ nằm, tôi nhớ rõ vì có hòn đá ong ngay kế bên mà. Mấy người bàn tán chỉ trỏ một lúc, họ bèn cắp chiếu ra về. Không ai biết cả gia đình họ xác mất đi đâu. Có người còn đùa nói: "Hay là cọp beo trong rừng công xác của họ đi ăn rồi. Như vậy thì tội cho gia đình họ quá." Mọi người khẽ chẹp miệng. Đứng trước sân nhà địa chủ, tên địa chủ gắn tẩu thuốc ở miệng, lão giật tẩu thuốc ra khỏi môi và chỉ trỏ: "Chúng mày rảnh quá đi lo việc bao đồng, bọn ăn xin đó chúng nó chết là đáng, hơi đâu mà lo cái chuyện thiên hạ, phạt tụi bay hôm nay làm không công." Bất chợt một tiếng chớp ở đâu vang lên đột ngột, tên địa chủ sợ hãi rồi quát: "Còn không mau đi làm việc đi, ở đứng đó mà nhìn." Quát đám người làm rồi lão đi vội vào trong nhà. Mọi người vội tản đi ra ngoài làm việc. 3 ngày sau, tên tham lam mà gia đình họ xin ăn không cho, thằng con độc nhất đột nhiên lăn đổng ra chết rồi bọt mép, mắt trợn lên không kịp nói gì. Cũng đêm hôm đó, tiếng chim lợn kêu eng éc khắp ngôi làng, từ đầu đến tối lúc gà gáy. Sáng ra mọi người chưa hết lo lắng, thì con gái tên tham lam đó đột nhiên trở nên điên loạn,
cởi quần áo đi khắp từ đầu làng đến cuối xóm. Ngay ngày hôm sau thì không thấy nó trở về. 3 ngày sau người ta thấy xác của đứa con gái nổi lềnh bềnh ở dưới ao làng. Tiền thăm đó có mấy ngày mà mất đi 2 đứa con. Còn 2 vợ chồng hắn ở với nhau, mấy ngày sau thì vợ của hắn cũng phát bệnh nặng. Của cái gia tài trong nhà cứ đổi nón ra đi. Cụ Cùa nín lặng, ánh mắt hình như hình dung về viễn cảnh mà dân làng phải chịu cả 10 thập kỷ qua. Vợ tiền thăm đó bệnh nằm bẹp một chỗ, đêm đến hắn lại nghe tiếng hổ beo vườn nhau, khiến cho đầu óc của hắn không còn được minh mẫn nữa. Trước ngày mà tròn 1 năm sau cả gia đình người ăn xin chết ấy, vợ tiền thăm đó không qua khỏi. Đêm ấy bà vật lộn kêu gào: "Quỷ, quỷ!" Tiền thăm chạy vào, không biết vợ chồng họ thấy những gì. Chỉ khi nghe dân làng nghe tiếng hét, chạy qua thì thấy người vợ đã tắt thở. Còn lão chồng thì chết chân dựa vào cột nhà, mắt hắn cháo ngược lên, miệng há ra để kinh sợ. Người làng thấy lạ bèn đặt hắn nằm xuống. Điều mọi người thất kinh là cho dù có vài người tới dịch, cái xác ấy vẫn không hề nhúc nhích. Vì mới đầu tối cho nên một vài người được cử đi mời thầy pháp. Họ hớt hải lo sợ khi trong vòng chưa đầy 1 năm, xác định họ chết hết 4 người. Chẳng ai biết có phải nguyên nhân vì họ tham lam hắt hồi gia đình kia không. Vì có đôi lần, tên tham ấy lúc còn sống có kể cho một vài người nghe khi vợ hắn bệnh và con hắn chết. Thầy pháp niệm Phật một hồi, làm phép vút mãi đôi mắt của hắn mới nhắm nghiền lại, xác của hắn đổ gục xuống. Lúc đưa ma khi ra gần bãi nghĩa địa, một cơn giông lớn nổi lên, khói bụi mù mịt khiến dân làng ai nấy cũng phải rụi mắt, đứng vững kẻo cơn gió cuốn lốc đi. Lúc cơn giông tan, trời làng tiếp tục bước di quan để chôn cất. Lúc hạ cáng, mọi người lo lắng khi chỉ còn lại một quan tài người vợ. Còn quan tài của hắn biến đi đâu mất không ai rõ. Điều lạ là cái cáng để quan tài có cây để lên trên. Nếu quan bay ra ngoài thì phải mở cây đó ra. Đằng này cây vẫn nằm ở dưới cán. Mấy trẻ làng cho biết là cán để quan tài của người chồng, họ khiêng không hề nhẹ đi. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Chỉ có ma quỷ mới làm nên những chuyện như vậy. Trên nét mặt của người làng thoáng lo âu, họ vội vã chôn cất người vợ bên 2 nấm mộ của 2 người con. Còn nấm mộ của người chồng, họ vội lấp hố lại. Bỗng mưa như chút nước, đất nơi phần mộ nhão nhoẹt, hên là ngôi mộ đã đắp xong. Dân làng kéo nhau ra về, trời tạnh mưa cũng quá trưa sang chiều, thầy pháp được mời ở lại để cúng tế. Trường địa cẩn thận nhắc hôm nay là ngày giỗ đầu tiên của gia đình họ 8 người chết 1 năm trước. Mời thầy ở lại cúng giỗ cầu siêu cho đại gia đình họ. Trường địa phân công người làng, người thì đi mua lễ vật, một số thì làm mâm cơm mặn để cho thầy cúng. Trời đã ngả về chiều, đồ lễ được dân làng chuẩn bị cẩn thận, xếp trên những bàn mâm cơm, đợi đến giờ thầy sẽ lên hương. Đèn dầu được châm lên theo nghi thức, thầy pháp rút lại mấy cây hương mồi cho nó cháy. Tiếng lợn kêu oang oác trên bầu trời. Thầy pháp chắp tay lại cùng với mấy nén hương, thầy liền quỳ xuống. Thầy chuẩn bị vào làm lễ thì nghe những tiếng chu vang lên thống thiết. Nhìn đồng hồ lúc này là 5 giờ chiều. Thầy nhắm mắt lại được một lúc, thầy mở mắt ra liên tục. Chừng vài lần thầy đứng dậy lắc đầu rồi nói: "Ta không lãnh chọn nghi lễ này được." Nói rồi thầy thu xếp hành lý, trưởng địa liền hỏi: "Tôi đã cho người mời thầy tới đây rồi, hay thầy chê tôi chả ít bạc?" "Ta không chê." "Thế thì vì sao chứ?" "Ta cứ nhắm mắt lại làm lễ là chúng lại phá rối. Chúng bảo là không nhận lễ vật này. Khi sống không cho ăn thì chết có cúng cũng vô ích." Chúng là ai vậy thầy?" "Là..." Thầy pháp đang tính trả lời cho trưởng địa biết, đột nhiên thầy bỏ dở xếp đồ, tay của thầy ôm đầu kêu đau đớn. Thầy lăn lộn ở dưới đất. Trường địa thấy vậy thì cùng dân làng lại đỡ thầy lên. Trường địa kêu người đi gọi thầy lang. Thầy pháp một tay ôm đầu, một tay dựa liền khoát: "Không phải gọi thầy lang đâu." Dân làng liền xúm lại hỏi: "Thế rút cuộc là sao hả thầy?" Chừng 10 phút sau thầy pháp ngồi lên, mặt còn đang nhăn nhó, thầy liền nói: "Nó không cho ta nói, kiếp nạn." Mọi người liền vội nói: "Là như thế nào vậy thầy? Có chuyện gì nhờ thầy giúp dân làng bay tôi với?" Cho vật cuối cùng và một chiếc bị, thầy pháp lắc đầu: "Không phải là tôi không muốn giúp,
nghiệp chướng làng này gây ra thì tự hứng chịu. Đã là lời nguyền rồi e rằng hơi khó giải. Nói rồi thầy pháp vội vã cáo từ. Địa chủ liền gọi với: thưa thầy, còn mấy hào bạc thầy không lấy hay sao? Thầy pháp lắc đầu đi và không quay lại. Vừa lúc bầu trời chuyển sang màu đen kịt, mọi người toàn chạy vội về nhà thì nghe tiếng cười thê thé ở đâu vọng lại. Được cúng ở trên bàn như có một bàn tay vô hình nào đó hất văng tung tóe. Một tiếng cười đột ngột vang lên. Mấy phút sau mọi thứ yên ắng đến lạ thường. Mọi người ngỡ như vừa trải qua một giấc mơ. Nhưng không, tất cả đồ cúng nằm ở dưới đất cho biết mọi chuyện vừa xảy ra là thật. Mọi người thu dọn xong chỗ đổ lễ đó, trời cũng vừa chập choạng tối. Ai nấy vội vàng tản ra để về nhà mình. Hôm đấy đúng ngày 15 âm lịch, lại trùng vào tháng 7 âm. Ánh trăng soi sáng vằng vặc, không cảnh làng quê trong đêm thật yên bình. Vài người đi chung đường về nhà, ánh sáng đột nhiên khác lạ. Họ vội vàng nhìn lên bầu trời. Ông trăng một nửa chuyển màu máu. Mọi người vừa đi vừa bàn luận: nhật thực rồi bà con, có khi nào là điềm lành hay là họa chứ? Ánh trăng lẩn khuất vào mây, tiếng chu lại vang lên. Tiếng gì gây vậy mọi người? Con gì mà nó chu thống thiết như chọc tiết vậy chứ? Lúc này ánh trăng ló dạng chui ra khỏi đám mây, màu máu chuyển qua màu đen sì, nửa đen nửa sáng. Bầu trời như lẫn lộn hai màu tạo nên màu sáng huyền ảo. Chạy nhanh về nhà bà con, một người liền hét lớn. Bước chân huỳnh huỵch, mọi người chạy vội để về nhà. Đêm hôm ấy tiếng chu còn ngân lên mấy hồi. Đúng vào lúc giao giờ qua ngày khác nó mới ngừng lại. Dân làng chìm vào giấc ngủ giữa khuya muộn. Sáng ngày hôm sau, tức là ngày 16, một dân làng hốt hoảng chạy đi loan tin. Một người con gái trong làng bị thú trong vùng đến nhà công đi, còn sót lại cái áo nơi trước cô ấy đang nằm ngủ. Mọi người vội vàng chia nhau ra tìm. Khoảng tầm 2 tiếng sau, họ tập trung tại nhà cô gái. Tất cả dân làng đều lắc đầu vì không tìm thấy cô gái đâu. Mọi người sàng lọc những chỗ tìm kiếm, cuối cùng họ mới nói còn một chỗ nơi gốc cây đa đầu làng, nơi đám trẻ con vẫn thường ra đó chơi trò trốn tìm. Dân làng bèn kéo nhau ra đó thì hỡi ôi, thứ họ nhìn thấy bên gần cây đa toàn máu lả máu, còn bắn lên cả cây. Bên trong hốc cây là đôi dép mà thường ngày cô gái vẫn đi. Mẹ cô gái vừa nhìn thấy đôi dép của cô thì bà òa lên khóc nức nở. Cô gái ấy mang tên họ Lâm Phú. Mọi người chỉ đoán cô gái ấy bị muông thú ăn. Cô cùa dừng lại chỗ ông liền hỏi: rồi sau đó là như thế nào vậy cụ? Tên của cô gái ấy vẫn được ghi vào sổ chứ à? Hay là họ Minh? Cụ cùa chậm rãi tiếp tục câu chuyện. Lúc ấy mọi người có ghi tên của cô gái, tuy rằng thời gian đã làm phai mờ nét nữa. Rồi sau đó nữa sao à cụ? Tôi liền hỏi. Ánh mắt của cụ xa xăm. Người làng cầm đôi dép của cô gái ấy về. Có mấy người bà con nhà cô gái ngày hôm đó đi xem thầy. Kết quả thu về là cô gái đó chết rồi, bị quỷ yêu ăn thịt. Cái chết bắt đầu cho một đại họa. Nhưng chính cô gái ấy là người sau này giúp dân làng mình, khi hết kiếp nạn sẽ được tái sinh vào cõi lành. Nội trong ngày hôm đó phải làm ma chay. Thần từ trước tới nay, thật không có cái đám ma nào kỳ quặc như vậy. Cũng kèn nhưng mà không có xác. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 4 của bộ truyện này.